Vâng, em Ngọc Quang xin được giới thiệu về những dòng súp cao cấp của bãi. Súp bãi nha các bạn nhá. MWE. Súp này được sử dụng lô sản phẩm súp cao cấp này là được sử dụng bát 40 và từ là 220 côn 100. Lô rất là đẹp, em đã được vệ sinh sạch sẽ. Và cái mã sản phẩm này thì nó là mã cao cấp hơn những cái mã như Auliking. Auliking hay những mã khác thì giá nó rẻ tiền hơn. Và mã này giá là trên 6 triệu một quả các bác nhá. Đấy, súp này tiếng nó rất là đầm và chất lượng. Kể cả từ công suất, nguồn nó khủng hơn tất cả các dòng súp điện trên thị trường. Kể cả những dòng súp như em vẫn bán 3G, nó là súp rất là hay. Súp B3 đấy, súp bãi. Nhưng mà có phần thì phải đáng lẻ những quả súp này. Và súp này giá thì lại yêu thương hơn. Đấy, em nói luôn, yêu thương hơn, chẳng qua là cái tên của nó chưa nổi tiếng. Nhưng về cái chất âm thì không kém cỏi, thậm chí có phần nó còn trội hơn một chút đối với súp B3. Vì nó khủng hơn về công suất. Và máy công suất của cái dòng súp này nó lại rất là lành. Đấy, mảng mạch của nó thì nó kiểu dạng như là mảng mạch của những con đẩy ấy, con đẩy loa ấy. Đấy, kiểu dạng mạch đời đó, cho nên nó siêu bền luôn, rất khủng, bền, hay và cực kỳ yên tâm. Đấy, với giá tiền thì quả súp này thì lại rẻ hơn quả súp B3. Và chất thì em cũng so sánh các bác, nó không kém gì. Và kiểu dáng thùng rất là vừa phải, nó không to quá. Nhờ chiều ngang nó chỉ hơn 2 gàng của em này, nó rơi vào khoảng 45-47. Chiều cao nó rơi vào khoảng 60, khoảng đấy thôi. Đấy, chiều sâu nó cũng khoảng 60. Rất là gọn xinh. Em đâu đó có khoảng 10 chiếc thôi. Các bác nhanh tay alo cho em nhé. Các cái nút chỉnh đằng sau đầy đủ. Em xin đại diện vậy thôi. Em nghe máy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.